Chiều ngày hôm qua, vùng áp thấp trên biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Bình Thuận khoảng 800 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Ngay trong sáng nay, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp khẩn để triển khai công tác chỉ đạo ứng phó với tình hình này. Theo báo cáo nhanh từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là Bắc Vĩ tuyến 10 độ Vĩ Bắc, Đông Kinh tuyến 111 độ Kinh Đông. Từ 20 giờ đến 21 giờ ngày mai, 30 tháng 10, dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 5, đổ bộ vào đất liền khu vực Bình Định, Ninh Thuận. Điểm lưu ý, dự báo cơn bão này sẽ đổ bộ vào thời điểm mực nước triều đang lên, đạt cao độ 1,9m trên 2,3m. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến 6 giờ ngày hôm nay, 29 tháng 10, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 44.968 phương tiện biết diễn biến, hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Hiện đang có 741 tàu đang hoạt động khu vực nguy hiểm và đang tiếp tục thông tin để đưa vào nơi tránh trú an toàn. Hiện tại là có một lượng lớn tàu thuyền nằm trong khu vực nội địa, không thuộc địa bàn quản lý của Bộ đội Biên phòng, cho nên là phải phối hợp với chính quyền địa phương rồi phải cơ động gia đình cả tàu. Cái việc này thì Bộ đội Biên phòng ở các tỉnh đang tiếp tục theo dõi, kiểm đếm, phối hợp với địa phương để mà hướng dẫn tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm cơ động thoát ra khu vực an toàn và thường xuyên duy trì cái thông tin liên lạc. Tôi duy trì kênh liên lạc từ Bộ Tư lệnh các tỉnh và các cái đơn cơ sở thì mỗi giờ đồng hồ là có một phiên liên lạc cho nên cập nhật thường xuyên. Ba cái tính chất của cái cơn này rất chú ý. Một là hình thành ngay trên giải hội tụ, đó là một điểm rất chú ý. Cái điểm thứ hai, trùng với đợt không khí lạnh đang dồn về, kể cả hiện tại và một số ngày tới, đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba, rơi vào cái vùng bình thường quy luật là bắt đầu từ Nam Trung Bộ mùa này là mưa bão rồi, nhưng nó được cực đoan hơn bởi biến đổi khí hậu và chứng minh bằng ba cái năm vừa đây rất cực đoan. Từ mai bắt đầu mưa mà phổ rất rộng, từ Thanh Hóa mà trở vào đến Bà Rịa Vũng Tàu, đúng không ạ? Như vậy chúng ta xác định rõ cả tuyến biển cũng bị tắc lại, cả tuyến bờ, cả tuyến đất liền. Đánh giá từ Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự kiến thành cơn bão số 5 này có nhiều đặc điểm khá giống với cơn bão số 12 Damrey vào tháng 11/2017 đã gây ra lượng mưa lớn bất thường trên diện rộng. Nếu cơn bão số 5 hình thành, cộng với ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực các tỉnh Tây Nguyên, Trung và Nam Trung Bộ, dự báo sẽ xuất hiện đợt mưa rất to. Chúng ta thấy rằng là sau cơn bão Damrey thì đã có những cái khu vực mà mưa tới trên 1.000mm trong cái đợt đó. Thì chúng tôi xin đề nghị thế này, thứ nhất là có khả năng xảy ra cái ngập lụt sâu, diện rộng và dài ngày. Phải có kế hoạch chỉ đạo cho các địa phương sơ tán dân, sơ tán tài sản và đặc biệt chúng ta kiểm tra an toàn các hồ thủy điện. Chúng tôi hôm qua cũng đã kiểm tra một số cái hồ ở trên hệ thống sông Sơn Vốc. Bên cạnh việc đảm bảo kiểm tra vận hành các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, cũng trong chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng đã có công điện khẩn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bà Rịa Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng cùng các cơ quan ban ngành chú trọng thông báo đến các khu vực nuôi trồng thủy sản, các diện tích sản xuất nông nghiệp, sẵn sàng các phương án sơ tán giao thông, bảo vệ con người và tài sản cùng phối hợp triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão số 5 trên Biển Đông.